Mặc dù iPhone 8, 8 Plus là bộ đôi siêu phẩm được đánh giá là những sản phẩm có dung lượng pin trâu nhất của Apple từng sản xuất, nhưng nếu bạn muốn thời lượng pin trâu càng trâu thêm thì hãy áp dụng các thủ thuật dưới đây. Tính năng này có thể giúp iPhone tự động sẵn sàng mở khi bạn nhấc nhẹ chiếc máy lên khỏi vị trí ban đầu như trên bàn, trong túi áo, nhưng cũng chính vì lý do đó mà máy sẽ bị tốn dung lượng khi bạn vô tình rung lắc. Chọn lọc ứng dụng hiển thị thông báo trên màn hình khóa. Tính năng này sẽ khiến màn hình khóa của bạn hiển thị thông báo của các ứng dụng khi máy không sử dụng, và đây cũng giống như tính năng Right Away gây hao pin trên iPhone. Vô hiệu hóa làm mới ứng dụng nền. Đây là một trong những tính năng hút pin kinh khủng nhất trên iPhone, dù cho lợi ích của nó là giúp máy chạy trơn tru hơn một tí. Tắt Bluetooth. Có thể bạn nghĩ mình đã tắt đi Bluetooth khi vô hiệu hóa tại trung tâm điều khiển, nhưng trên iOS 11 thì người dùng vẫn chưa thể tắt Bluetooth từ trung tâm điều khiển. Tối thiểu hóa thời gian tự động khóa màn hình. Thay vì phải để 5 phút hay không bao giờ tắt màn hình, thì bạn nên để thời gian khóa màn hình ở mức thấp nhất 30 giây giúp máy tiết kiệm pin hơn.